Xin chào tất cả các bạn, mình là Win. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tú. Đây là video số 5 trong loạt video hướng dẫn sử dụng dùi cui ngành ứng dụng vào việc khống chế và dẫn giải đối tượng. Sau đây mình sẽ thực hiện trước, sau đó mình phân tích để cho các bạn có thể hiểu và luyện theo một cách dễ dàng. Xin mời bạn Tú đứng ở hướng phía đằng kia đằng này. Ok, đối với đối tượng đang ở thế thủ thế này, chúng ta làm sao có thể tấn công mà có thể khống chế được đối tượng, nó là điều rất là khó khăn. Thì trước tiên chúng ta cầm vào phần đầu này, chúng ta thụt một đòn đã này, thụt một đòn vào. Tiếp tục này, chúng ta sử dụng, đây là hai tay đang thủ nhỉ, đúng không? Thụt này, chúng ta đưa vật cái tay này lên, đánh xuống này, tay này lên, đánh xuống này, được chưa? Đánh xuống hai cái này, sau đó chúng ta này, đánh cốp phát vào phía bên này nữa. Đồng thời này, chúng ta tiến lên này, tiến lên như thế này. Đây, tiến lên như thế này, xỏ tay. Con tay qua phía dưới nhé, đây, con tay qua phía dưới, đưa lên và cái phần gậy sẽ là móc vào đây. Tay phải của chúng ta tóm lên tay của đối tượng, cầm, kéo ra như thế này, đấy, kéo như thế này, đó, ok, mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Nãy là vừa góc phía bên này hơi khó quay, bây giờ, thế nào, đây, bạn Tú đứng bên này đi, nó sẽ dễ hơn nha. Đây, như sau này, một phát này. Gộp này, một phát ép bột tay xuống này, tay này cầm này, bốp phát tay này xuống này, được chưa? Tay này bốp phát được lên mặt này, và cái này nó ở đằng này, phía bên trái của chúng ta luồn tay này qua cổ này, đây, luồn tay này qua cổ, đặt vào đây. Nhưng cái tay này của đối tượng vẫn còn có thể cùi trỏ hoặc đánh vào chúng ta, đó, thì tóm lấy thế này và đưa ra đằng trước thẳng căng ra như này, nhá, thẳng căng ra như này và có một kỹ thuật nữa như sau, chúng ta còn có thể như này, đưa ra luồn tay qua đây và đưa lên đây, đấy, đưa lên quá như thế này để ép xuống như thế này, một cái gọng kìm khóa rất kinh luôn và có thể dẫn giải đi như thế này, đó. Sau đây thì mày quay đứng ở phía đằng này, đúng rồi, đứng cùng chiều với mình và cùng đứng ở đây để các bạn có thể nhìn cùng chiều xem cái cách để mình làm như thế nào nhé, đây như này, đúng không ạ? Những cái này chỉ là giả định thôi, nhưng mà cái cuối cùng mới là cái mà các bạn cần tập. Đây giả định đối thủ đang thủ, đúng không? Một phát đâm vào như này. Đây, đâm một phát vào chấn thủy này. Tiếp tục này. Ở cái tư thế này, chúng ta sử dụng cái tay phải chúng ta đưa lên và đánh này. Pop. Đưa tay này lên đánh. Pop, đưa xuống. Đưa tay phải lên đánh. Pop một phát nữa, được chưa? Đánh. Pop cái chuôi này vào mặt phát nữa. Cái này đang ở đây rất thuận tiện rồi, chúng ta chỉ việc luồn qua đây, được chưa? Chúng ta luồn qua đây, đưa lên trên này, xoay người này, đưa lên đây, chúng ta cầm vào đây, nha, ở tầm mũi này, tầm mặt còn đau nữa này, xuống cổ này, ok hơn này, tay này đưa xuống vuốt, cầm tay bưởng căng ra như này, được chưa? Bưởng căng ra như này này, để dẫn giải, có thể dẫn giải đi, hoặc kéo về này, kéo về, đấy, hoặc là chúng ta luồn xuống đây, luồn lên trên này, bưởng vai lên. Vừa lên trên này và chúng ta ép sâu như thế này để khống chế nhé, khống chế đối tượng như thế này, đó, rất là chi tiết và cụ thể rồi. Hy vọng là các bạn xem mà có thể lĩnh hội được, các bạn có thể thực hành theo được. Nếu như có thắc mắc gì thì cứ bình luận để mình có thể làm chi tiết hơn nữa. Thực ra như này là quá là chi tiết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.